Sáng ngày 27 tháng 5, tại nhà văn hóa 19 tháng 5, công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo đại diện các trường học, đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở các trường trên địa bàn huyện. Tại lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các học viên được truyền đạt các nội dung về luật phòng cháy và chữa cháy, các phương pháp, biện pháp phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời các học viên còn được thực hành các thao tác, cách thức sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra, thực hành các tình huống giả định, phản ứng nhanh phát sinh trong trong trường hợp xảy ra cháy nổ, phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, cứu hộ, cứu tài sản và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ. Thông qua lớp huấn luyện lần này nhằm giúp cho các cán bộ, nhân viên, giáo viên ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và biết thao tác sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy sẵn có, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy nổ xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra